Xin chào, today we are going to learn how to ask and respond to basic questions regarding sports and hobbies. Em thích môn thể thao nào nhất? Tại sao? Em thích môn thể thao nào nhất? Tại sao? That means, what sport do you like the most? Why? Em thích môn thể thao blank nhất? Tại vì blank. Em thích môn thể thao blank nhất? Tại vì blank. That means I like blank as a sport the most because blank. Khi em rảnh rỗi, em thường làm gì? Tại sao? Khi em rảnh rỗi, em thường làm gì? Tại sao? That means what do you usually do in your leisure time? Why? Khi em rảnh rỗi, em thường blank. Tại vì blank. Khi em rảnh rỗi, em thường blank. Tại vì blank. That means, in my leisure time, I usually blank because blank. Em thường xem chương trình truyền hình nào nhất? Em thường xem chương trình truyền hình nào nhất? That means, what TV show you usually watch the most? Em thường xem chương trình blank. Em thường xem chương trình blank. That means I usually watch blank. Em thích thú tiêu khiển nào nhất? Tại sao? Em thích thú tiêu khiển nào nhất? Tại sao? That means what hobby do you like the most? Why? Trong các thú tiêu khiển, em thích nhất blank tại vì blank. Trong các thú tiêu khiển, em thích nhất blank tại vì blank. That means, out of all hobbies, I like blank because blank. Em thích loại nhạc nào nhất? Tại sao? Em thích loại nhạc nào nhất? Tại sao? That means, what type of music do you like the most? Why? Loại nhạc em yêu thích nhất là blank tại vì blank. Loại nhạc em yêu thích nhất là blank tại vì blank. That means the type of music I favor the most is blank because blank.